Dạ vâng, hello mọi người. Bây giờ đã là 7 giờ rồi nha, tức là 6 giờ chứ. Tức là cái chương trình này thì có cô Ngọc là một người nhân viên làm việc trong ban vận động của luật sư Derek Trần cũng như là Roxanne Chow có mời Thực Hải đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ của luật sư Derek Trần. Nhưng mà mời là giấy mời thấy đề là ngày tức là năm rưỡi, nhưng mà mình bây giờ là đến thì ghé đón Bắc Cường bây giờ đã là 6 giờ rồi, tức là cũng là trễ nhưng mà cũng hy vọng chưa có quá trễ. Thì không biết là cửa hồng này có vô được hay không, để mình thử nha. Để coi có người mở cửa rồi thì để mình coi thử coi. Thank you. Hi. Are you here for the fundraiser? Yes. Do you mind going to the other door? No problem. No problem. Okay. Rồi bây giờ họ mở cửa hông nhưng mà họ kêu mình đi cửa trước nha. Thì để mình với Bắc Cường đi cửa trước. Để coi là ok. Đây là Bắc Cường đi sau ha. Để mình coi trong đây đã bắt đầu đông đảo rồi. Hi. We took you in. Sure. Yeah. Bác tên gì vậy bác? Oh, Khải Đào. I think I got invited. I don't know if they have my name. Is that you? No, K-H-A-I, Khải Đào. No. K-H-A-I. K-H-A-I. And he's with me, I just invited him. Hello. Để coi thử là bây giờ mình đi kiếm bàn nào ha. Coi anh em truyền thông mình đi chung với bên Bama thì thấy là mặc dù mình đến tương đối hơi trễ nhưng mà cũng Thái Ngọc. Hi. Hi Roxanne. Ủa? Okay. I'm just typing. Okay. No problem. You're welcome. No problem. Thank you for inviting me. Bây giờ Khải có mời Bắc Cường đến giờ mình ngồi đâu? Mình ngồi đâu? Ok. Thank you. Dạ cháu mời bác ngồi đây. Hello con Ngân. Oh, hello. Dạ. Cool. Đây là con. Hello anh. Có bàn này sẽ có anh Bình, còn bên kia có Phan Đại Nam, còn Derek đang ở đó, còn bên đây có anh Trung, có Lý Vĩnh Phong. Nói chung ở đây họ cũng không có xa lạ gì mình ha. Bác có
muốn ngồi chung bàn với cổ hơn. Cháu mong bàn bác à, ngồi chung nhau đi. Dạ được được, chị cứ ấy đi, có gì mà chị có thầy run nhưng mà không có run nghỉ viên thôi. Ồ, dạ. Có thể run. Có gì chút nữa phải xin điện thoại là thông tin của chị. Tại vì là cái gì so what happened run. Ồ, bây giờ cái ấy của Hải á là everybody is running. Là cái bây giờ hả, Power nè, có Charlie nè, Amy đang qua cô, giờ có thêm các Amy là trong cái nhóm truyền thông đấy người ta đưa ra nữa, đó là có sáu người, dạ, yeah. Midway City, I thought the Nam qua nhiều nó đi City Council luôn. Bởi vậy bây giờ họ nhà vô thật sự các bạn có cái tiền chưa chưa, chỉ biết các bạn. Nobody knows about it. Yep. Có 6 đứa nó quen biết với nhau hết. You don't know what they do with it. Mấy, mấy ba nhiêu năm nay nó âm thầm đó. Đó là chị. Âm thiên. Rồi mai mốt là đi. Có Thank you.
Nói chung là ở phía này thì mình gặp thì có nhiều người nhận ra mình và nói chuyện với mình hơn là những cái chỗ của bên anh Phát Bùi nha. Mặc dù là bên anh Phát Bùi thì cộng đồng rồi này kia, nhưng mà đây là những cái người mà hoạt động, nhất là mấy anh em trung niên trẻ trẻ như mình thì họ biết mình nhiều hơn. Kể cả phía bên Đảng Đại Việt, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, thì tiến sĩ Lê Minh Nguyên cũng hay gọi những cái thông báo, nhắn tin là mời mình đến tham dự những cái buổi họp. Nhưng mà mình nhiều khi là mình cứ yes, nhưng mà mình cũng lười. Dạo trước đây thì mình không có tham gia, nhưng mà hy vọng trong tương lai sắp tới thì mình sẽ tham dự nhiều hơn. Bây giờ mình tạm thời mình để cái máy này chết ở đây, mình quay thôi. Cậu không biết bác là nói gì. Nè,
Từ năm 2012 Thải ghi danh là Thải ghi liên tục luôn á, nhưng mà năm 2016 Kimberly Hồ mới nói chuyện với Thải. She nói là she ra, she said clean up the CD.
Thành ra Khải mới nói no, nếu mà chị ra rồi thì Khải đâu có thèm tranh giành làm gì. Tại vì nếu mà Khải ra Xi sẽ thua với cái cô nhớ không, Dana Carey. Tức là lúc đó năm 2012 vì Khải run. À ha, chị nhớ không? Tại vì Khải run, thành ra là Tyler Diệp với với Charlie mới thua, chứ còn không là hai người Việt Nam. Đúng không? Nếu Việt Nam mình bầu cho hai người là hai người đó vô rồi. Nhưng mà tại vì Khải ra, thành ra là bà Dana Carey bà thắng. Thành ra năm 2016 Kimmy nói với Khải thì Khải nói thôi, nếu mà Kimmy ra Khải đâu ra làm gì. Nhưng mà Xi hứa với Khải là Xi sẽ clean up the city, Xi reform. Mà cuối cùng Xi đâu có làm gì đâu. Xi còn cho nấp đó tụi kia chị thấy không? Thành ra mà Khải mới đòi record đó. Dạ. Là trong đó có nhóm Khải năm 2020. Rồi ông Hoàng Kiều ổng mới giúp. Ông Hoàng Kiều là ổng thấy tụi Khải làm rồi ổng giúp thôi. Chứ nhiều mấy người này kêu là tụi Khải ăn tiền, ổng nghe lời ổng còn kia là họ nói bậy. Khải đặt cái máy này. Bác là bạn của bố. Ồ, vậy ạ. Mới qua Mỹ. Ồ. Có mấy năm. Ồ. Khải có mời bác đi tại vì Khải hay làm việc với bác, hay phỏng vấn bác. Kiếm chỗ so you are pro democrat, you are pro democrat các bạn. Yeah. You are pro democrat các bạn. Khải quen mấy người democrat nhiều lắm, nhưng mà lần này có lẽ Khải sẽ chính thức là làm việc với bên democrat. Thì hai bác có biết? Ờ biết bác cười chứ. À, ủa quen với bác lâu chưa? Thank you.
cái này cũng sạch. Anh đến khoảng 6 giờ. Gái lên xe ủng hộ. Ừ. Cũng là áo vậy. Bác có dùng nước gì chưa ạ? Bác không uống đá. Ồ. Mình qua mình ghi danh trước. That's why có Bắc Tường đây, ngồi đây nè, mình chạy đi. Mình đặt máy ở đây, mình chạy qua kia mình đi lên. Rồi mình đặt thêm cái máy bên kia. Đúng không? Anh đừng đặt cái máy thôi. Rồi cho nó chào cờ, nó nói gì đó, mình chạy về đây. Bây giờ 6 giờ trưa nó vậy thôi, mình chạy qua kia mình đặt cái máy đúng không? Đúng không? Rồi. Qua trước đi, thấy nào? Rồi, mình thay phiên nhau. Ok, thay phiên nhau. Bây giờ anh chỗ qua nhau, đó. Ừ, giữ chỗ anh chạy qua nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa anh biết hả? Anh biết thì không biết phải đồng ý ai. Ủa anh xem đi hả? Ủa đồng ý xem xem. Thank you.
Obama hiệp hội ha, Obama hiệp hội Obama chú. Hội báo chí mới thành lập. Thưa xin kính chào tất cả quý vị và special guest ngày hôm nay. Mà cả tuần 50 năm chúng ta đã đến lúc cần có một tiếng nói của một người Mỹ gốc Việt trong quốc hội. Và thưa quý vị, cái điều này rất là quan trọng để chúng ta kêu gọi tất cả mọi người bầu cử thật đông, chọn cho một người Việt gốc Việt tài đức có tâm để mang tiếng nói mạnh mẽ cho cộng đồng Việt Nam. Chúng ta nhất là thủ đô, thì là lý đô Sài Gòn, hãy dồn phiếu cho Donald Trump trong ngày 5 tháng 11 để làm nên lịch sử. Và thưa quý vị, chúng ta phải làm nên lịch sử để Donald Trump trở thành vị tổng thống đầu tiên của tiểu bang California. Và thưa quý vị, để mở đầu chương trình văn nghệ để làm nóng lên cái tinh thần, cái niềm vui mà thân nghĩ rằng sẽ tranh hòa trong cuộc bầu cử năm nay ngày 5 tháng 11 tới đây. Tôi thân xin trân trọng và hân hạnh giới thiệu một người bạn nghệ sĩ Hương Thơi để hát cho quý vị nghe mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Đó là một người mà đã đến Mỹ vào năm 1975 khi tôi thủy định nhà theo như 4 tuổi. Và anh đã làm việc từ lúc 4 tuổi và đã trở thành một nhà địa ốc, một nhà sản xuất phim với 52 giải thưởng. Và anh cũng là thành viên của Screen Actors Guild, tức là nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh của Hollywood. Anh đã hỗ trợ rất nhiều chính trị gia để bước vào thành công và thành tựu. Xin mời quý vị một tràng pháo tay để đón chào tiếng hát của chương trình văn nghệ đầu tiên, Alan Ford. Hello, thank you rất nhiều nha. Hello, xin chào các bạn hôm nay. Thank you. Về Alan thì thứ nhất là cảm ơn Thượng Đế, Phật Chú và Allah đã lên trong khán phòng hôm nay với lại các những người bạn mà không bị cuồng. Cái đó là điều rất là quan trọng với Alan. Tại vì quý vị biết không, cái election này rất là quan trọng. Tháng 11 này election giữa President với lại Hạ viện Thượng viện với lại hết những các tiểu bang. Một cái election rất là quan trọng. Nên tụi mình phải làm everything we can để có thể giúp cho người Việt. Thứ nhất là anh Donald Trump là người có thể là người thứ ba trong nước Mỹ mà được một cái vai trò rất là quan trọng trong cái Congress của Mỹ. Cái người đầu tiên mà có ngày xưa đó là anh Joseph Cao ở Louisiana, người thứ hai là cô Stephanie Murphy ở Florida, và người thứ ba có Derek Trump. So yes.
Cảm ơn tiếng hát rất là tròn ấm của phố đã vì rất có lòng cho cộng đồng chúng ta. Em luôn có mặt để hỗ trợ cho quý vị đến và các vị rất hân hạnh đến với đại trường. Trước đầu tiên không chưa được dịp để gặp gỡ hoặc quen biết anh, nhưng mà khi được mời tham dự những chương trình trước đó thì tôi có research và được biết qua họ của đồng không? Một người con, và nhớ ngày 5 tháng 11 tất cả chúng ta đi bầu thật đông, dồn phiếu cho Gerson. Gerson nó không về, và đó là cái niềm vui mà tôi nhận thấy trong hòa trong cuộc bầu cử gần đây, là cái trôi giống như trên đại hội đảng dân chủ vừa cho chúng ta thấy cảm nhận cái niềm hân hoan và cái sự mong đợi tràn trề cho một niềm tương lai sáng lạng. Và trong khi chờ đợi chương trình bắt đầu, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đào bỏ rồi. Cải đào. Ngồi ngồi đây nè, ngồi đây nè. Ngồi đây nè, ngồi đây nè. Thưa quý vị, chúng tôi Lê Đức Trân. Bài thi đồng. Vừa đổi tương qua. Xin kính chào quý vị. Rất là hân hạnh để bác sĩ cho một tổ chức để gửi lời chào mừng trân trọng và thân ái nhất đến toàn thể quý vị và sức khỏe của quý vị đã dành thời gian quý báu để đến đây ngày hôm nay trong buổi gặp gỡ cử tri của ứng cử viên David Trần, ứng cử viên cho dân biểu liên bang địa hạt California 45. Ladies and gentlemen, let us give a very warm welcome to everyone in the room tonight. Thank you for turning out in full force to help send Derek Tran to Congress to represent Little Saigon. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Republic of Vietnam and the United States of America. National Anthem of the United States of America. Triệu đồng bào Việt Nam đã bỏ mình
về Biển Đông trên con đường đi tìm tự do. A moment of silence to commemorate our predecessors who built and defend our land. The soldiers who sacrificed their lives to protect the country and our people who died on the road to freedom. Phút mặc niệm chấm dứt, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng an toàn. Kính thưa quý vị thấy là chương trình ngày hôm nay có đến 3 MC biểu dương khí thế rất là hùng hậu trên này, là để gửi một cái thông điệp. Thông điệp đó là Derek Trần có được cái sự ủng hộ rất là mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn. Thưa quý vị, đã gần 50 năm, gần cả nửa thế kỷ trôi qua sau biến cố tháng Tư Đen 1975, khi mà người Việt bị Đảng Cộng sản đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ. Và ngày nay thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta đã phát triển, đã lớn mạnh, và khu vực Little Sài Gòn, tức là thủ phủ của người Việt bị Đảng Cộng sản, có khoảng 200.000 cư dân người gốc Việt. Nhiều người đã hội nhập vào dòng chính, đã đạt rất nhiều thành quả trong đủ mọi lĩnh vực. Thế mà cho đến nay, chúng ta chưa có được một người dân biểu liên bang để đại diện cho Little Sài Gòn tại Quốc hội. Dân biểu tiểu bang thì có rồi nha quý vị, nhưng mà chưa có dân biểu liên bang cho Little Sài Gòn. Nhưng có lẽ điều này sẽ thay đổi vào tháng 11. Cảm ơn quý vị. Nhằm tạo cơ hội để cho chúng ta gặp gỡ với ứng cử viên, ứng cử viên và sẽ đắc cử với chức vị là dân biểu liên bang của địa hạt 45. Đây là một địa hạt bao gồm các thành phố ở miền Nam California có rất đông người Việt cư ngụ. Thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Westminster, Placentia, Beale Park, Roslyn, La Palma, Los Alamitos, và một phần của Brea, cũng như là Lakewood và Fullerton. Ở đây quý vị có phải là những người đang cư ngụ ở những thành phố mà chúng tôi vừa mới nói hay không? Vâng, và hy vọng rằng không phải chỉ chúng ta hiện diện nơi đây, mà chúng ta chia sẻ cho những người thân chúng ta đang ở những thành phố mà Đỗ Tân Hoa vừa mới nêu tên, để chúng ta vận động không phải chỉ bao nhiêu người ở đây, mà chúng ta cần vận động vì khu vực địa hạt 45 có trên 760.000 người dân đang cư ngụ, mà trong đó 35% là cử tri người Mỹ gốc Việt. Thưa quý vị, và chúng ta đều biết anh Derek là một người Mỹ gốc Việt. Anh là một cựu quân nhân, anh là hậu duệ của Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và gia đình tị nạn cộng sản. Thì ngày hôm nay đến đây, trong cái tinh thần gặp nhau và chia sẻ, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị những thân hào nhân sĩ sẽ chia sẻ thêm như là một cái góc nhìn để chúng ta hiểu rõ hơn về Derek Trần. Hy vọng rằng cái trong chương trình này, chúng ta sẽ như là những người bạn bè, những người thân thuộc gặp nhau một cách rất là nhẹ nhàng và không quá ư là cứng nhắc hoặc là quá ư là nặng nề. Thành ra nãy giờ Đỗ Tân Hoa thấy hình như là mọi người mình cũng hơi là trầm trọng một chút xíu. Hy vọng là mọi người chúng ta cùng cười tươi lên và một tràng pháo tay thật lớn để mà tạo một cái không khí thật ấm cho ngày hôm nay, thưa quý vị. Và thưa quý vị, chuyện quan trọng nhất mà quý vị không nên quên, trong đây có ai chưa ghi danh đi bầu chưa? Chúng ta muốn người của chúng ta, con em của chúng ta lên đóng vai góp sức vào sân khấu chính trị quốc gia mà chúng ta quên đi bầu, thì chúng ta không làm được cái vai trò đó.
quý vị nào cần một cái sự giúp đỡ để ghi danh đi bầu, chúng tôi có tất cả những anh em tình nguyện viên ở đây hoặc là những nhân viên sẽ sẵn sàng hướng dẫn cho quý vị nào chưa ghi danh bầu cử và chúng ta cần nên đi bầu. So ladies and gentlemen, it's been almost half a century since the Vietnamese refugees first came to the United States of America. Thanks to the generosity of America, our community has prospered. We have assimilated. We have conquered many, many areas. But yet to date, we have yet to send one of our own to Washington, D.C. to represent Little Saigon, which is home for nearly 200,000 Vietnamese. The largest concentration of Vietnamese, overseas Vietnamese, living in America is in Little Saigon, and yet we don't have a Vietnamese representative in Washington, D.C. So this November, with the support of the community and everyone in this room tonight, let's make history. Let's make history, shall we? We're gonna go to the polls. We're gonna go and cast our vote for Derek Tran, Army veteran, son of Vietnamese boat refugees, as the first Vietnamese American congressman representing Little Saigon. Và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ban tổ chức và một số quan khách. Và khi chúng tôi xứng danh các thành viên trong ban tổ chức, xin quý vị đứng bước lên đây. Xin giới thiệu quý vị những người đã làm việc ngày đêm để thực hiện cái chương trình mà hôm nay chúng ta cùng nhau tham dự. Thứ nhất là bao gồm tiến sĩ Đinh Xuân Quân, giáo sư Nguyễn Đình Bình Quốc từ Houston, chị Võ Minh Phượng, anh Nguyễn Đình Phương từ San Jose và Jackie Rybong, anh Alan Hoa và ba MC Bích Trâm, Đỗ Tân Khoa và Mai Phi Long. Và dĩ nhiên là chúng ta không thể nào thiếu một gương mặt rất là quen trong cộng đồng người Việt chúng ta. Đỗ Tân Khoa thiết nghĩ rằng cô cũng giờ phút này cũng rất là bận rộn để mà ủng hộ và cũng như là lo cho chương trình được chu toàn, nhưng mà không thể thiếu vắng mặt cô ở trên sân khấu. Rock xin chào. All right, we recognize you. All right. Vâng, thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi trân trọng sự hiện diện của từng người. Mỗi người trong khán phòng ngày hôm nay là một viên gạch để giúp xây dựng cộng đồng chúng ta ngày một vững mạnh, nhưng mà thời lượng có hạn cho nên chỉ có thể xướng danh một số quan khách. Thì bây giờ chúng tôi xin xướng danh quý vị từ xa, những người đến từ rất xa, thưa quý vị, từ tiểu bang Texas, các nhà bình luận của trang mạng YouTube Người Việt Channel, joining us from Texas, political commentators from the YouTube Người Việt Channel, Mr. Hoàng Bách, where are you? Stand up, please. Tiến sĩ Đinh Quang Tiến, tiến sĩ Đinh Quang Tiến from the Người Việt Channel. Và một nhà tài trợ lớn từ Texas, thưa quý vị, anh Âu Mộng Hùng. Giáo sư Nguyễn Đình Quốc thì mình đã nói rồi. Từ San Jose, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Và từ San Jose, chị Phạm Thanh Nga và chị Monique Nguyễn. Xin cảm ơn hai chị. Cảm ơn quý vị đã không ngại đường xá xa xôi đến từ rất nhiều nơi như Texas, như San Jose và Stockton. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng không hy vọng rằng cái chương trình gặp gỡ với ứng viên Derek Tran
chỉ dừng lại ở tại nơi này mà sẽ được lan tỏa và lan truyền đi khắp ở mọi nơi. Do đó chúng tôi cũng rất trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các cơ sở truyền thông báo chí đã có mặt tại đây để ghi nhận những hình ảnh và sau đó sẽ đưa lên YouTube trên các kênh của người Việt cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của giới truyền thông đài truyền hình SBTN Anh Phan Đại Nam, Tòa báo Người Việt Văn Lan, Tòa soạn báo Việt Báo, ông Thanh Phong, Người Việt Channel, Hoàng Vích, Đinh Quang Tiến, Việt Dước, anh Thái Đào, Phố Việt Media, anh Michael Huỳnh, cũng như Văn hóa Nhật Bản Lạc Việt, Lại Minh Thuận. We'd also like to recognize the presence of Mr. Tạ Trung, Chair of the Vietnamese for Harris. Mr. Tạ Trung, thank you. Mark Pulido, former Junta Mayor of Cerritos. Mr. Mark Pulido, stand up please. Thank you for being with us tonight. Councilman Frank Yo-Ho-Yoma. Did I say that right? Yo-Ho-Yoma, City of Cerritos. Thank you, sir. Mr. Phu Nguyen, Trustee of Fountain Valley School District. Thank you, Mr. Phu Nguyen, for being with us. And Ms. Ada Briseño, who is our Democratic Party Chairwoman of Orange County. And last but not least, Congresswoman Judy Chu. Congresswoman Judy Chu, thank you so much. We are honored. Yes, và chúng tôi cũng có thể sự hiện diện của anh luật sư Đỗ Phú từ Vietnamese Democrat Party. Và thưa quý vị, quan trọng hơn hết là sự hiện diện của tất cả quý vị ở đây, những người sẽ bỏ những cái lá phiếu cho Derek Chen. Một tràng pháo tay cho tất cả mọi người hiện diện tại đây. Recognize one more person, and that's Rudy Bubner. Rudy Bubner, Fountain Valley Community Board of Directors. Thank you for being with us tonight. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin giới thiệu phần phát biểu qua video của cựu phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ, ông Nguyễn Từ Huấn. Thưa quý vị, ông Nguyễn Từ Huấn là hậu duệ của một vị trung tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người duy nhất sống sót sau khi cả gia đình của ông đã bị Việt Cộng giết hại vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Và tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp kỹ sư và cao học kỹ thuật thông tin. Ông làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và gia nhập quân đội vào thập niên 90. Vào năm 2019, Phó Đề Đốc là người Việt đầu tiên mang cấp tướng trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ. Yes, to open the program, I would like to invite you to watch a video from Rear Admiral Huân Nguyên of the U.S. Navy. Chúng tôi có một vài vấn đề trục trặc kỹ thuật. We have some technical issues today. Hopefully we're going to be able to resume the video from Rear Admiral Huân Nguyên. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay khi mà đến với anh Derek Trần, có lẽ rằng một số người đúng cũng đã biết anh qua vấn đề bạn bè thân hữu ở đây. Và những ngày vừa qua khi chúng ta lái xe trên đại lộ Busan thì quý vị thấy một cái bảng thật to có tên Derek và Trần, và
Đặc biệt của cái bảng hiệu này là cái chữ A của anh lại có hình của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở trong đó. Mà chữ A thì Đỗ Tấn Khoa nhìn lại liên tưởng tới America. Mà như vậy đây không biết là người nào đã cố vấn cho anh, nhưng nó đầy một cái ý nghĩa trong đó. Mặc dầu là người Mỹ nhưng vẫn không quên bản thân chính anh là người Việt Nam. Anh đã hiện diện nơi này, lớn lên ở nơi này, phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Và bây giờ có vẻ rằng đã quá, có thể anh có thể enjoy cuộc sống với công việc luật sư và bên vợ và con, nhưng anh đã dấn thân để có thể tiếp tục phục vụ cho cộng đồng, đặc biệt là cư dân người Mỹ gốc Việt ở tại miền Nam California. Và đó cũng là lý do tại sao mà vì anh đã từng phục vụ trong quân đội, chúng ta lại nhìn thấy được một lần nữa Phó Đề Đốc Huân Nguyễn sẽ chia sẻ một vài những ý nghĩ của ông đối với anh Huân, cái anh Derek Trần. Chúng tôi đang có một trục trặc ở trên sân khấu, nhưng mà dạ vâng, thì chúng tôi đang cố gắng sửa chữa hết ở đây. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh để có được sự hiện diện của một vài những quý vị dân biểu liên bang đã có mặt ở tại nơi này để mà chia sẻ và ủng hộ cho Derek Trần. So we're very honored tonight to introduce Congresswoman Judy Chu, representing District California 28. Prior to joining Congress, she served as mayor of the city of Monterey Park. In 2009, Congresswoman Chu became the first Chinese American woman elected to Congress in history. She is the chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus, which advocates for the needs of Asian Americans. She currently serves on a number of very powerful House committees, including the House Ways and Means Committee. Congresswoman, we are so very honored and we are all very grateful for your support. Come on up. Mời thưa quý vị, dân biểu liên bang Judy Chu đại diện cho điện hạt 28. Thank you so much. I'm Congressmember Judy Chu, and I drove all the way from my district in Monterey Park here to Orange County. Yeah. And why? Because I feel so strongly that we have to elect the best person as the member of Congress for the 45th district, Derek Trapp. Every person in this country deserves to have good representation. And I know Derek is exactly the right person for this district. I was so impressed when I met him. He told me his story about coming from a refugee boat family, how the family had to flee Vietnam under very, very traumatic situations, and how the family then came to the United States and settled and built a life. And he told me about how he spoke Vietnamese at home and how they were able to build such a close family. And he told me how at age 18, he decided to give back to this country by enrolling in the military. And so yes, he served very honorably in the Army. And even then, he did not stop. He earned a law degree, and he could have gotten so much money if he worked for corporations. But no, he wanted to serve the people. And so that's why he was a consumer attorney working on behalf of women, on behalf
of those immigrants and workers and consumers who needed help. And then he became a small business owner with his beautiful wife, Michelle, of a pharmacy. I think Derek Tran embodies the Vietnamese experience. And yes, don't you think? And with this area being the home to the largest Vietnamese population outside of Vietnam, this area deserves to have a Vietnamese representative, don't you think? Because with Derek Tran there in Congress, he will be a voice for you. He will be proactive. He will be an advocate. And in fact, he's already been an advocate. Did you know that before April, he came to me and said, there will be the 49th commemoration of Black Friday in the end of April. And we need to have a congressional resolution. Did you know that such a resolution had not been done before? But he thought of it, and I did it, and gave it to him to present in the community. That was Derek Tran that thought about that. Yeah. Now, I need Derek Tran in Congress. I need Derek because, you know what? We had a tough period where there were 11,500 anti-Asian hate crimes and incidents. And a lot of it was exacerbated by Trump using the terms, instead of COVID-19, he said China virus and human flu. So he put a target on our backs. So we fought back. When I say we, the Congressional Asian Pacific American Caucus, which I chair. And yes, we did many things, press conferences, hearings, and finally we got the COVID-19 hate crimes bill passed. But you know what? Those hate crimes have not stopped. And what we need are fighters, people who will make sure that we can stop any Asian American from being hurt again. And so I know Derek Tran will fight for our security and safety. I know that he will do that and make sure we're all safe in this country. And I need Derek Tran to be with me in Congress to make sure that we take care of the American people's needs. You know, there are many Americans that are having trouble making ends meet. The cost of food and of housing is sometimes too overwhelming. And so that's what we have to work on. Now, the last time when Democrats were in control of the House, the Senate, and the White House, we were able to pass some incredible bills. Bills that put in $1.2 billion in infrastructure, badly needed infrastructure, and property jobs. Bills that lowered the price of prescription drugs to $35 a month for insulin and $2,000 per year for prescription drugs overall. These lowered the costs for Americans. And I know that if Derek Tran is there, we will fight to make life better for all Americans. But Michelle Steele? Michelle Steele actually put a target on our backs she was just so rhetorical, so manipulative in terms of calling people communists, including Jay Chen, who was an intelligence officer of the highest level, serving a year in the Middle East and having the highest intelligence clearance. How dare she say that he was a communist spy? But that's how reckless she was. And she
does not care about the American people. You know all these bills that I talked about that made life better for Americans? Did you know that she voted against every single one? Yeah, she did that. So she does not care about the American people. And that's why we need to make sure that Michelle Steele does not get elected again and that we elect the best person for the seat. Derek Trenton. We need somebody who is honest and who will work for the people. And that is Derek. So let me say that the eyes of the nation are on this seat, seriously. We need to turn the seat from red to blue. Yeah. And that will take all of you. That will take all of you telling all your family members and friends to vote for Derek Trent, to donate what you can, to phone call and to walk the precinct so you can knock on the doors. It will take every single bit of effort to make sure that Derek Tran is elected to Congress. So, are we going to elect Derek Tran to Congress? Yeah! I didn't hear you. Are we going to elect Derek Tran to Congress? Yeah! This side will say Derek, and this side will say Tran. So, who are we going to elect to Congress? Derek! 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 Yes, let's make sure Derek Tran is the next Congress member of the 45th District. Thank you, Congresswoman, thank you. With your support, he's got to win now. Vâng, thưa quý vị và dân biểu, đó là bà Cân có Derek ở Hạ viện, bởi vì California 45 là một trong bốn ghế mà nếu mà flip được từ đỏ sang xanh thì sẽ giúp cho đảng Dân Chủ kiểm soát được Hạ viện. Và bà nói là bà Cân có Derek để mà Hạ viện có thể giành lại quyền kiểm soát để mà có thể thông qua những cái bộ luật mà sẽ rất có ích tốt lập dân. Vâng, trên phương diện chính trường và địa hạt thì đó là một cái điều rất là tốt cho đảng Dân Chủ, nhưng Đỗ Tâm Hoa hơi bị ích kỷ chút xíu là từ vì khi Derek Trinh vào được, thưa quý vị, với chức vụ là dân biểu của liên bang địa hạt 45 thì chúng ta sẽ có một người đại diện cho người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Đó là cái điều mà chắc chắn mọi người đều mong muốn, phải không ạ? Một người Việt Nam vào được Quốc hội Hoa Kỳ, đó là một niềm hãnh diện mà không phải chỉ là gia đình bạn bè của Derek Trinh, mà chúng ta là người Việt Nam. Quý vị có hãnh diện không? Và bây giờ thì chúng ta một lần nữa xin được quay trở lại với video clip của Phó Đại đốc Khuôn Nguyễn. I would like to invite you to watch again the video clip from Rear Admiral Khuôn Nguyễn. Anh cũng đã từng tham chiến ở chiến trường Tây Bắc. Anh là cái người mà đã từng biết được là một công dân của nước Mỹ thì chúng ta phải là bảo vệ cái hiến pháp của nước Mỹ như thế nào. Tôi
cam đoan với anh đó, nếu mà anh hỏi anh đến trận anh sẽ có thể anh nghĩa là thuộc lòng và trả cho anh tạo nghĩa là nhắc lại cái câu trả lời tất cả chúng tôi là phải bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ. Thành ra nghĩa là tôi biết anh là cái con người rất là chính trực trong cái vấn đề đó, và không những vậy, không phải chỉ là công nhân không thôi, mà tất cả cái về cái chính sách của anh cũng như là về cái gì mà anh là đứng lên và nói đến, tôi cảm thấy là nó rất là hợp với những cái gì mà mình nghĩ về đến giá trị như là về dân chủ, về tự do, cũng như là nó làm cho mình cảm thấy nó gần gũi với mình hơn, và nó hợp với tất cả cái gì mà tôi tin vào nó hơn. Mình nói về đó là cũng một phần thôi, còn cái phần kia thì tại sao tôi phải bảo vệ tôi muốn là tức trả kế, và tại vì cái người mà đối mà anh đang là ra ứng cử để lấy cái chức đó là với bạn Michelle Steele đó. Thì tôi cũng thật sự tôi cũng biết bạn Michelle Steele nhiều như hết, nhưng mà tôi nhìn vào những cái cách mà bả bầu cũng như là những cái gì mà bả đứng gọi là represent ấy, tức là ta thấy rằng là bà là một người hơi quá khích, không phải hơi mà bà là một người quá khích trong cái vấn đề mà là nói đến cái quyền tự do của dân chúng, cũng như là nói đến cái quyền của người phụ nữ, và nhiều đến cái việc khác. Bà nằm trong cái tổ chức mà cái Freedom Force, một trong những cái tổ chức mà của Đảng Cộng Hòa mình có thể nói là rất cực hữu đó. Thành ra tôi thấy rõ ràng là chúng ta không có phải là chỉ có bầu cho anh đấy cái trận không thôi, mà chúng ta phải bầu để mà đẩy ra những cái thành phần quá là cực tiêu ở trong trong cái quốc hội của Hoa Kỳ. Và nếu mà có thể giúp cho Đảng Dân Chủ trong vấn đề này lấy lại được quốc hội, thì chúng ta nghĩ được, thì tôi cũng nghĩ thêm thôi là bà hy vọng là khi mà Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz nếu mà thắng được cái kỳ sắp tới này sẽ có cái cơ hội làm việc với quốc hội để mà là làm cho để là đưa đến những cái chính sách mà nó có thể phù hợp với chúng ta nhiều hơn. So in brief, we just heard from Rear Admiral Huan Nguyen. He strongly endorsed Donald Trump, indicating that Derek was a U.S. Army veteran who always protect the constitutions of the United States of America. And Rear Admiral Huan Nguyen shared the same value of freedom and democracy that Derek strongly believed in. Now the next speaker is Tiến sĩ Phạm Thị Huệ, một nhà giáo đã có hơn 30 năm phục vụ trong lĩnh vực giáo dục tại Đại học Cộng đồng Orange Coast College ở miền Nam California, nơi có rất nhiều các sinh viên quốc tế tham dự. Và giáo sư Huệ đã cố vấn cho không biết bao nhiêu thế hệ sinh viên quốc tế đã thành danh và thành công ở tại nước Mỹ. Và chúng tôi xin mời bà có người phát biểu về cái cuộc tranh cử giữa cố đại biểu trần thị hà 45. Dear ladies and gentlemen, a long-lived educator who served over 30 years of she has served over 30 years as the dean of counseling of Orange Coast College, Dr. Huy Phạm. Xin chào cô. How do you feel this evening? Yeah. I feel great. Thank you. Tất cả những gì về anh Derek thì Representative Chu đã nói hết rồi, cho nên là tôi cũng không cần nói lại. Vì vậy chắc tôi lên đây để tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe nhé. Hồi xưa có một cô bé choàng khăn đỏ. Quý vị nghe câu chuyện đấy nhiều lần rồi phải không? Đó là câu chuyện của tôi. Không, tôi sẽ kể một câu chuyện cho quý vị nghe.
Hồi xưa bên kia bờ Thái Bình Dương có một miền đất rất là đẹp, với đồi núi, với sông ngòi, và cũng ở đó có một dân tộc rất là oai hùng. Tổ tiên họ đã bỏ ra bao nhiêu xương máu để gìn giữ miếng đất đó, thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng rồi sau đó cộng sản đã tới. Cộng sản tới không phải để mà chiếm đất, chiếm nhà, nhưng mà đã đưa tới một cái học thuyết mà chúng ta không thể chấp nhận được. Đó là học thuyết về cộng sản. Và như vậy, đoàn người đã bỏ ra đi. Bao nhiêu gia đình đã vượt biển, vượt biên để tìm miền đất hứa, bất cứ một miền đất nào trên thế giới, để giữ gìn được chữ tự do. Và phía bên này miền Thái Bình Dương là miền đất hứa, là nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sinh sống ngay đây. Thì trong những người vượt biên, vượt biển đó, có gia đình của anh Derek Trần. Anh Derek Trần, gia đình là người tị nạn đã tới miền đất này. Và vì vậy, Derek Trần là con của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Là con của Việt Nam, là con của chúng ta. Và bây giờ tôi xin chia sẻ cái lý do tại sao hôm nay tôi có mặt. Tôi chưa hề bao giờ tham dự một buổi gọi là Rally for Politics. Tôi cũng chưa bao giờ ra mặt ủng hộ bất cứ một ứng cử viên nào. Nhưng mà hôm nay tôi ủng hộ Derek Trump là vì có một cái lý do rất là ích kỷ. Đó là tôi không muốn sau này tôi sẽ cảm thấy hối hận với các thế hệ về sau, với các con, các cháu của tôi. Tôi không muốn cháu ngoại, cháu nội của tôi nói tại sao lúc đó mẹ có cơ hội mà mẹ không lên tiếng. Tất cả chúng ta hãy nhìn thẳng vào lương tâm của chúng ta và trả lời câu hỏi đó. Và vì vậy khi cô Bích Trâm mời tôi nói tôi sẽ tham gia và tôi sẽ phát biểu để ủng hộ Derek Trump. Sau hơn 40 năm làm việc trong ngành giáo dục, mới đây đã có một anh nói: em biết cô chỉ có làm việc trong lĩnh vực giáo dục và xã hội thôi, là văn hóa, nhưng hôm nay cô phải lên tiếng. Và tôi nói là vâng, tôi đã chọn lựa. Và tôi lên tiếng ngày hôm nay bởi vì Derek Trần là con cháu của chúng ta. Chúng ta đều biết câu nói: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ ngoài đá nhau. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta phải ủng hộ Derek Trần. Chúng ta không lên tiếng, chúng ta không ủng hộ, chúng ta sẽ có lỗi với lương tâm của chúng ta sẽ có lỗi với tổ tiên và chúng ta sẽ có lỗi với những thế hệ mai sau. Kính thưa quý vị, Derek Trần là người có can đảm, tôi phải nói như vậy, là tại vì tham gia vào chính trị không phải là vượt dễ, nhưng mà Derek Trần rất là can đảm. Derek, we trust in you. We put our faith in you and we know you can do the job. We don't have to do the job.
France, the most powerful force. You will get in to decide many different situations, many different ways, so that you can help us and you can help all American people. We cannot trust someone who says something one day and change it and say something else next day. Just remember what we know about Michelle Steele, and we just cannot let it happen to our community and to our country. So therefore, we are here to support Donald Trump, and I'm telling people who are listening to us out there, look into your heart. Listen to your heart. To the young people, I want to send you a message. To observe, to listen, to learn, to analyze with your true knowledge. Do not let other people tell you what to do, but learn, analyze, and judge your counsel, so that we will send the right person to Congress. So we thank you very much for giving me an opportunity today. Victor told me that I only have 4 minutes, and I think I take 4 minutes and 10 seconds. So thank you very, very much for listening and for supporting that. Dạ, cảm ơn giáo sư. Giáo sư cũng là counselor của Đỗ Tất Khoa lúc học ở OCC. Mà nghe cô nói là hồi đó giờ cô không ủng hộ ai ra tranh cử hết á. Vậy là chắc con không có cơ hội rồi. Con tính kỳ tới con ra tranh cử mà. Vậy thì thôi chắc thôi kệ, trước mặt ủng hộ Derek Trần trước đi. Derek Trần ra thắng thử là biết đâu chừng có thêm người nữa. Vâng, và thưa quý vị, đúng, Đỗ Tất Khoa nói chơi nhưng mà thật. Việt Nam, người Việt Nam chúng ta chuẩn bị đánh dấu 50 năm người Việt liên hương. Và có biết chừng 50 năm đánh dấu đó, chúng ta lại có một dân cử người Mỹ gốc Việt ở trong Hạ viện của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và sau đây không phải chỉ là người làm về giáo dục, vì chúng ta được biết Derek Trần cũng là con cháu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin được kính mời lên sân khấu trong ngày hôm nay cựu trung tá công quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông tốt nghiệp khóa 17 võ bị quốc gia Việt Nam. Ông phục vụ 15 năm trong binh chủng không lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và là cựu phi đoàn trưởng phi đoàn 118 đóng tại Pleiku. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, không quân võ bị này đã bị tù cộng sản trong suốt 13 năm và đến Hoa Kỳ giống như chúng tôi theo diện HO. Kính thưa quý vị, cựu trung tá không quân Võ Ý. Our next speaker, Mr. Võ Ý, is a former colonel lieutenant who served 15 years in the South Vietnamese Air Force. During the war, he was commander of his squadron and flew many, many dangerous missions. After Saigon fell in 75, he endured 13 years in communist prison. Thank you, Mr. Bakke, for sharing with us your thoughts. Rất là đơn giản. Một cựu quân nhân ủng hộ một cựu quân nhân. Cựu quân nhân Võ Ý thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ cựu quân nhân Derek Trần thuộc quân đội Mỹ gốc Việt. Trong cuộc chiến tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, nhiều đồng minh đến trợ giúp
miền Nam chúng ta, trong đó có quân đội Hàn Quốc. Bà Michelle Steele là người Mỹ gốc Hàn. Những năm qua, người Việt tị nạn cộng sản ở địa hạt 45 Cali bỏ phiếu cho bà vì cộng đồng chúng ta chưa có người. Hiện nay, luật sư Derek Trần thừa khả năng và nhiệt huyết để bảo vệ quyền lợi cho người Việt tị nạn cộng sản tại Quốc hội Mỹ. Bởi vì Derek Trần mang dòng máu Việt, gia đình của cháu là thuyền nhân, là boat people, là tị nạn cộng sản bằng chính sinh mạng của mình. Lá cờ vàng ba sao đỏ là di sản của người Việt tị nạn cộng sản, trong đó có gia đình, cha mẹ, vợ con của Derek Trần đã được tô thắm trong cái chữ Trần của Derek. Do đó, khi Derek nói đã đảo cộng sản thì là chính danh. Ai đó nói rằng đã đảo cộng sản trên nền cờ của quốc gia Việt Nam là giả tạo, là thủ đoạn. Quý vị chọn chính danh hay là chọn thủ đoạn? Chọn chính danh là phải chọn Derek Trần, đúng không ạ? Cảm ơn. Cá nhân chúng tôi thấy rất gần gũi với Derek Trần vì cùng chung một chữ veteran, cùng chung một mục tiêu là bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc cho quốc gia, dân tộc. Luật sư Derek Trần đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, được gia đình quân đội Mỹ giáo huấn. Derek tiếp thu đầy đủ kiến thức, nhiệt huyết và nhất là trách nhiệm của một cựu công nhân. Derek xứng đáng được cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản bầu vào ghế dân biểu liên bang địa hạt 45 của tiểu bang Cali. Đây là cơ hội nghìn năm một thuở bỏ qua rất uổng, có phải không quý vị? Người Việt tị nạn cộng sản sát năm, gần 50 năm, nửa thế kỷ xa quê hương, quý vị có nhớ về Việt Nam không? Nhớ. Chúng ta biến nỗi nhớ thành tình niềm vui. Niềm vui đó là 50 năm sau, người Việt có một người đại diện tại Quốc hội Hoa Kỳ, phải không quý vị? Hãy bỏ phiếu cho luật sư Derek Trần. Người Việt bảo vệ cờ vàng ba sao đỏ, biểu tượng thiêng liêng, thì hãy bầu cho Derek Trần. Chống cộng sản và các chế độ độc tài, bầu cho Derek Trần. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại địa hạt 45 địa bang Cali, trong đó có cộng đồng người Việt quốc gia, bầu cho Derek Trần. Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, bầu cho cựu quân nhân Mỹ gốc Việt, bầu cho Derek Trần. Bầu cho Derek Trần là một cái cơ hội nghìn năm, quý vị phải nên nhớ như vậy. Bỏ qua cái cơ hội này thì rất tiếc. Bầu cho Derek Trần là một lựa chọn phải đạo và chính đáng, phải không quý vị? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Võ Ý. Mr. Võ Ý called on his fellow former officers of the South Republic Vietnam Army to vote for Derek Trần, an Army veteran, and Derek's family are Vietnamese boat refugees. Only Derek will have the best interest at heart for the Vietnamese community. And a vote for Derek Trần is to help preserve the Republic of Vietnam heritage flag, symbol of freedom, democracy, of the stand against communism of the Vietnamese refugees. A vote for Derek is absolutely the right thing to do. And please do not pass up this once in a lifetime opportunity. Chúng tôi xin quý vị cho một tràng pháo tay một lần nữa cho ông Võ Ý. Và người diễn giả kế tiếp, chúng tôi xin mời giới thiệu quý vị. Chúng ta vừa thấy ông Võ Ý, một cựu quân nhân, người kế tiếp là cố quân nhân, nhưng
nhưng mà chú quân nhân quân lực Hoa Kỳ. Có một tiểu sử cũng giống giống như là Derek, cũng là chú quân nhân, cũng là một luật sư, nhưng anh lại có thêm một cái nữa là nhà bình luận chính trị trên đài truyền hình. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho luật sư Đỗ Phủ, cựu quân nhân Hoa Kỳ và phó tổng giám đốc đài truyền hình SBTN. Our next speaker, Mr. Đỗ Phủ, attorney at law. Xin cảm ơn quý vị. Đặc biệt hôm nay là buổi tranh cử ra mắt của người con của cộng đồng. Nhìn tới Derek thì tôi thấy đây là một tinh thần hy sinh rất là lớn lao của Derek. Derek đã vào quân đội Hoa Kỳ. Derek lại làm một luật sư bảo vệ những người tiêu thụ. Và Derek có con nhỏ, có vợ còn trẻ, nhưng mà anh đã dấn thân ứng cử trong cái chức vụ mà dân biểu liên bang trong kỳ hạn 40 năm. Đây là một sự hy sinh rất lớn cho cái cuộc đời, nghề nghiệp, gia đình của mình. Và đặc biệt Derek là người con của người tị nạn như chúng ta, mà Derek đã không quên bảo vệ xứ sở Hoa Kỳ này bằng cách là đã gia nhập một quân đội lúc còn rất trẻ, và sau đó nó làm luật sư bảo vệ tiêu thụ. Đây là một cơ hội chúng ta mang một người con, người Mỹ gốc Việt, tượng trưng cho sự yêu nước của người Mỹ. Chúng ta hãy bầu cho Derek Trần trong chức vụ dân biểu liên bang kỳ hạn 45. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn luật sư Đỗ Phủ. Trước khi chúng tôi giới thiệu người diễn giả kế tiếp, xin quý vị cho tôi nói về MC một tí được không? Ok. Khoan, lên tới đây nhá hàng đi xíu. Quý vị để ý ba chúng tôi có cái gì giống nhau? Có một tiếng, tự nhiên một tiếng hoa sim. Ôi trời ơi. Thật sự, thưa quý vị, chúng tôi không hề nói trước với nhau là anh em chúng tôi mặc màu gì. Không hề nói trước luôn. Mà không biết sáng nay trước khi chuẩn bị ra khỏi nhà, chọn rất nhiều cà vạt, tự nhiên chọn màu tím. Bố vô lại nói, anh Phi Long, ủa sao kỳ vậy? Tới chừng quay qua nhìn bên trong cái, ủa sao ngộ vậy? Thành ra với Đỗ Tân Khoa đây là một cái duyên. Và chí lớn gặp nhau, giống như hôm nay chúng ta cùng nhau đến đây để ủng hộ cho Derek Trần. Thưa quý vị, kể chuyện mà chọn màu tím này, thì những người trong giới truyền thông của chúng tôi ấy, có cái lịch sử, chứ không phải là không, tự nhiên không không đem cái màu tím đi. Đây không phải màu tím hóa sinh. Màu tím này nó có một cái ý nghĩa mà giới truyền thông chúng tôi đều biết. Xin biết trong có thể chia sẻ cho mọi người chúng ta có điểm chung gì? Cái này gọi là những tâm hồn đồng điệu. Những tâm hồn đồng điệu phải không thưa quý vị? Chúng ta biết ai cũng biết là màu tím là sự hòa hợp, là sự hòa quyện. Giữa hai màu nào thưa quý vị? Màu xanh và màu đỏ, đúng rồi. Thì đó là ý nghĩa của màu tím. Thì ngày hôm nay, cá nhân Bích Trâm chọn mặc chiếc áo dài màu tím là muốn gợi lại hình ảnh của bà Oprah Winfrey. Không biết là quý vị nào ở đây đã có theo dõi Đại hội Đảng Dân Chủ vừa qua, thì bà Oprah Winfrey đã có một cái bộ trang phục màu tím rất là đẹp, và bà đưa ra một cái thông điệp về sự đoàn kết. Về sự đoàn kết thưa quý vị, và đó cũng là thông điệp mà buổi gặp gỡ ngày hôm nay chúng tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng chúng ta vượt lên trên vấn đề đảng phái, để nó qua một bên đi. Xanh hay đỏ thì cũng vậy, chúng ta lo cho vàng, chúng ta lo cho vàng phải không thưa quý vị? Chúng ta lo cho thế hệ con cháu chúng ta, để làm sao để mà thăng tiến cái cộng đồng của chúng ta, để mà khối cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta phải trở thành một khối cử tri mà có tiếng nói, một tiếng nói có trọng lượng thưa quý vị. Như quý vị thấy là cái khối cử tri Latino ngày hôm nay rất là có trọng lượng. Chúng ta muốn được như vậy. Và Derek Trần sẽ là một cái bước khởi đầu để giúp cho cộng đồng chúng ta từng bước một tiến đến nơi ấy đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, bây giờ mọi người biết làm sao nên chúng tôi tự nhiên vô tình chọn một tiếng, là bởi vì nó mang ý nghĩa xanh đỏ trộn lại thành tiếng. Và thưa quý vị, chúng ta có mặt ở ngày như đây
ủng hộ cho Derek Trần. Derek Trần đối với tôi có thể mang cái tuổi gần như em. Và đối với rất nhiều quý vị ở đây, Derek Trần thuộc loại hàng có thể là hàng con hoặc là hàng cháu. Năm nay chúng ta là năm 49 cộng đồng Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ. Năm sau là 50 năm chúng ta có mặt tại Hoa Kỳ. Chúng ta để lại cái gì quý vị? Chúng ta đem lên quốc hội một người gốc Việt làm dân biểu liên bang đại diện cho địa hạt Little Sài Gòn Việt Nam. Giờ chúng tôi MC đi biểu diễn thời trang xong rồi giới thiệu người kế tiếp. Người kế tiếp người rất là đặc biệt, đó là ông John Hun. Ông là người sáng lập và chủ tịch của Hội Trương Vũ Diệm Foundation của SVA. Vừa báo rằng là ông có điện thoại không có đến ngày hôm nay, thì chúng ta mời người diễn giả. Vậy thì người diễn giả kế của chúng ta sẽ là giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Are you ready? Giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, thưa quý vị, có lẽ là ai ở đây cũng đã biết anh Quốc rồi. Một nhà giáo giảng dạy toán học đến từ thành phố Houston. Anh rất là am tường chính trị. Đây là một nhà bình luận thời cuộc nổi tiếng của cộng đồng chúng ta, thưa quý vị, và là ngôi sao của trang mạng YouTube Người Việt Channel. Chàng hát bài thật lớn từ giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Cảm ơn anh giáo sư. Bất ngờ là tôi. Thật sự tôi đang chờ những anh chị khác lên, nhưng mà thôi bây giờ lỡ lên rồi. Thì quý vị thấy trên màn ảnh, quý vị biết cái này là của ai? Michelle Steele, đúng không? Michelle Steele, đã đạo cộng sản. Quý vị có tin có đạo cộng sản không? Có hay không? Sao nói nhỏ không này? Hoàn toàn không. Nhưng chúng ta nói thì chúng ta phải chứng minh, đúng không quý vị? Quý vị coi chương trình tôi nói là tôi phải chứng minh tại sao mà tôi là cộng sản. Và chứng minh quý vị về tối nay phải nhớ và phải nói với mọi người rằng bà ta không hề đã đạo cộng sản. Nếu mà bà đã đạo cộng sản, sao bà lại năm 2016, lúc đó bà là thành viên của hội đồng giám sát tại Orange County. Năm 2016, bà đọc không khai trao bằng tặng, trao bằng vinh danh cho Hồ Xuân Sơn. Và Hồ Xuân Sơn là ai? Tổng lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại San Francisco. Điều này rất là sai, đúng không quý vị? Nếu một người chống cộng không bao giờ làm cái chuyện là khen chứ đừng có nói chi mà trao bằng khen cử, rất là sai. Cho nên rõ ràng đó là cái học chứng năm 2016, bạn không có cần biết về cộng đồng người Việt Nam là như thế nào. Bà chỉ cần biết trong cái vai trò của bà là phải khen thưởng lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam. Cho move to the next slide. Và nếu quý vị nhìn vào cái bằng khen thưởng này thì có một cái điểm rất là quan trọng. Ở đây nó nói gì? Bà cảm ơn cho ông đã chia sẻ cái văn hóa của người Việt đối với cộng đồng. Ông Hồ Xuân Sơn năm 2016 có đơn vị chia sẻ cái văn hóa của người Việt Nam. Văn hóa của người Việt Nam đã xuất hiện ít nhất năm 1975 khi chúng ta là người Việt đi lại. Chúng ta đem những cái văn hóa đó trước năm 2016 rất là lâu. Tại sao bà đi cảm ơn? Ông ta đem cái văn hóa cộng sản nó khác với văn hóa của người tị nạn cộng sản. Ở chỗ văn hóa của người tị nạn là không có vấn đề độc tài, vấn đề chuyên mục. Nhưng chúng ta người Việt tị nạn đã đem cái văn hóa bằng chiếc áo dài, bằng cái cộng đồng chúng ta sinh hoạt với nhau, bằng chùa, bằng nhà thờ, tất cả những cái đó là văn hóa của người Việt. Phở
đó là văn hóa của Việt đã xuất hiện ở Little Saigon năm 1975 thế trước công nguyên, chứ không phải 2016. Quý vị có đồng ý không? Đó là điều rất là sai. Next one. Chưa hết đâu. Đây là chồng của bà Steele, Sean Steele, từng là chủ tịch ủy ban quốc gia của Đảng Cộng Hòa tại California, là một chức vụ lớn nhất của Đảng Cộng Hòa tại địa bàn California. Và ông cũng là, hiện ông cũng là một người nằm trong một cái ủy ban của cái gọi là ngoại giao. Xin mời next slide. Quý vị, The Wall Street Journal, quý biết là báo đúng không? Rất là uy tín. Họ thiên về bên cánh hữu nhưng mà họ rất là uy tín. Năm 2020, họ viết một bài báo. Họ cho mọi người biết rằng là từ khi ông Trump nắm chính quyền, ông ta đã có nhiều người của Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ hàng trăm ngàn đô la không những cho ông Trump mà cho Đảng Cộng hòa. Và cái người đó là ai? Quý vị nhìn xuống hàng dưới này. Sean Steele. Sean Steele là đem những người Trung Quốc vào để mà bắt đầu gây quỹ cho Trump và Đảng Cộng hòa, đóng góp 100 ngàn. Một lần nữa, đây là tờ báo Wall Street Journal, chứ không phải là fake news. Mà nếu quý vị muốn tìm cái bản tin này, muốn chứng minh cho người khác, cho người biết, đây quý vị đánh cái chữ này vô Google, bài báo. Chuyện ông này là, một chuyện ông Sean Steele làm, xảy ra năm 2017. Đó là lại sau khi Donald Trump nắm chính quyền. Nhưng mà tờ báo này họ khám phá ra vào năm 2020. Và đó là cái bằng chứng, quý vị có thể vào trong đó. Ai thắc mắc, đánh cái chữ này vô, không cần đánh nguyên hàng đâu, đánh thu China xong rồi thì ra liền. Next. Và đây là bằng chứng của những người đã đóng góp, Cộng sản Trung Quốc nha, chứ không phải là dân thường, đã đóng góp cho Đảng Cộng Hòa và cho ông Trump. Từng người một, quý vị nhìn vào tờ báo thì chúng ta không có thời giờ để mà nói về từng người. Cho chú next one. Quý vị, bà Steele, năm 2020, bà đã thành công trong vấn đề tranh cử tại cái địa hạt 48. Địa hạt 48 nha quý vị. Và tại sao? Chú next slide. Quý vị, địa hạt này không có người Việt Nam, người Asians không có ảnh hưởng gì tới địa hạt 48 này hết. Bằng chứng, chỉ có 6.9% là người Á Châu sống trong khu vực. Nhưng mà rồi thời gian thay đổi, thì ở bên Mỹ chúng ta có cái gọi là redistrict tùy theo cái dân số. Thì thú vị, năm 2022 bà tranh cử và quý vị đã biết bà đã thắng được Jay Chen. Quý vị đã biết về Jay Chen. She lied. That's what she did. She lied. Cái vấn đề là how did she win? Và tôi sẽ giải thích how she win. Bởi next one. Trong cái district này, quý vị nhìn kỹ, khác với cái district 48, khi mà họ rẻ giảm lại các mức độ, thì district này tăng lên 38.4% người Á Châu, và trong đó hơn phân nửa là cộng đồng người Việt tị nạn tại Little Saigon. Cho nên 17-18% sẽ quyết định cái sự thắng bại. Và tại sao? Đó là một lý do là bà có nhiều người châu Á ủng hộ, nhưng mà không nhất thiết phải là người Việt Nam. Hình như tôi nói không lầm thì cũng có một số 4-5 ngàn người Korean, nhưng mà người Việt Nam vẫn đa số. Next one. Thưa quý vị, đây là lý do thứ hai mà bà thắng. Ở chụp mũ Jay Chen. Và quý vị thấy cái biểu ngữ này
thiếu vị sống ở khu vực này năm 2022. Và nếu mà muốn China thì hãy chọn Beijing. Và quý vị thấy cái biểu tượng này nó đang khắp nơi. Và cuối cùng nó đã đưa đến chiến thắng của mình. Quý vị nhìn lại cái biểu tượng này, chúng ta trở lại xem cái biểu tượng này một lần nữa. Một cái biểu tượng của lá cờ vàng ba sọc đỏ mà nằm ở dưới này rác rưởi. Vậy thì bà không có tôn trọng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mà bà ta đang mạ lị nó trong một cái hàng rào kẹp gai. Một cái lá cờ, quý vị bên Mỹ quý vị có quyền đốt cờ, nhưng mà khi mà treo cờ thì cũng kích thước và phải treo trên một cái khung cảnh đàng hoàng. Nếu quý vị treo cờ bởi một cái sự lợi dụng như thế này là một cái sự trà đạp của cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là cái điều quan trọng nhất mà tôi cần nhắc nhở quý vị. Đây là cái sự mạ lị của cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam, và cũng là một sự mạ lị cho những người đến Việt Nam Cộng Hòa. Bà muốn tuyên truyền rằng ở bên Mỹ này hiện giờ, bà nói không có đúng sự thật nha quý vị, là có 58.200 người đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Quý vị, Việt Nam War, Việt Nam War không phải chỉ có người Mỹ chết mà có người Việt Nam, mà không những chỉ có người lính Việt Nam mà có những thường dân trẻ em vô tội. Nhưng mà khi bà dùng cái này để mà bà lấy lòng của những người khác, cái này chúng ta không quan tâm. Nhưng bà vô tình bà hé lộ ra rằng bà không cần biết là người Việt Nam đã hy sinh như thế nào trong cái cuộc chiến năm 1975, chấm dứt năm 1975. Và quý vị nhìn lại next one, trong cuộc chiến Việt Nam rõ ràng có ít nhất từ 200.000 đến 250.000 người đến Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình xuống. Sao bà không tính vào con số đó? Đó là những người chết vì Việt Nam War. Rõ ràng Việt Nam War, bà không có nói American, bà nói Việt Nam War, có nghĩa rằng chỉ có 58.000 người, còn bao nhiêu người thường dân? Quý vị, bà không có biết gì hết, bà chỉ nói mà không có dẫn chứng được. Nói xạo đi thắng. Dạ, nói láo cũng ngoài cách hết. Nhưng mà cái nói láo này mà nhiều người Việt Nam chúng ta, quý vị cần phải đi chia sẻ với mọi người, đó là sự thật. Bà không biết gì hết, bà không care. Next. Cuối cùng, chúng ta có thể kết luận như thế này. Chồng bà giúp đem Trung Cộng qua bên đây, đem Cộng sản qua đây. Nhưng mà bà thì bảo rằng muốn lựa chọn China thì lựa chọn Beijing. Quý vị theo, đó là cái sự láo quét, không thể tưởng tượng được. Ngược lại, làm ngược lại cho bà đem những người tài phiệt để làm lũng đoạn cái nền chính trị của Hoa Kỳ, và bà dành cái biểu tượng như thế này, thì quý vị nghĩ sao? Next. Đã đau không sai mà kéo bằng khen thưởng cho người cộng sản thân ngược đời, vô cùng lạ lùng. Nhưng mà rất tiếc nhiều người không biết, nên quý vị sau đêm nay quý vị nhớ gì tôi gửi đến, đây là những cái bằng chứng mà không thể chối cãi được, không có đồn phao đồn hay không có nghi gì cả, nghi ngờ gì cả, đây là những bằng chứng rõ ràng. Và cuối cùng tôi xin kết thúc, bà Michelle Steele là một chính trị gia, trong bà một chính trị gia cao cấp, bà không cần biết người Việt Nam chúng ta ra như thế nào, cuộc sống năm 1975 như thế nào, người tị nạn là khổ sở như thế nào, không có cái cảm giác đó đâu. Nào, lúc đó bà không có lệ thuộc vào lá phiếu của người Việt, bà sẵn sàng trao giải thưởng
chồng bà sẵn sàng mời cộng sản về. Sau khi bà đổi cái district, bà đổi qua khu vực California 45 thì bà bắt đầu đổi luôn. Bà thay đổi theo thời gian để mà lợi dụng. Chúng ta không thể để cho bà lợi dụng được. Ở đây tôi không nói về đảng phái, tôi không nói về trong Harris, mà tôi nói về cá nhân bà ta. Tôi xứng đáng để mà đại diện cho người Việt chúng ta một cách lừa gạt, một cách giả dối. Phải nói là tàn nhẫn, phải nói là rất là tàn nhẫn. Cho nên hôm nay tôi cảm ơn ban MC cũng như là ban tổ chức đã cho tôi cái cơ hội để trình bày cho quý vị sự thật về Bishop Steele và cái điều tôi mong mỏi rằng chúng ta phải chiến đấu. Quý vị nói rằng chưa biết ai thắng ai thua, nhưng mà quý vị đến hôm nay trong chương trình YouTube tôi có nói, tôi sẽ giải thích cho quý vị biết tại sao cái buổi có mặt của quý vị nó quan trọng. Bởi vì chúng tôi cần phải nói quý vị, chúng tôi cần quý vị đi khắp mọi nơi. Quý nhớ không, mình phải fight, và fight có nghĩa là phải làm việc cực khổ mới nhập, chứ không phải chỉ ngồi đó than thở hay là tôi đi bầu được rồi. Đúng không? Quý vị phải làm nhiều hơn. Biểu cử lâu lâu cho 5-10 đồng không sao, lâu lâu cứ vậy, đó là góp phần cho cái cuộc chiến đấu của chúng ta và chúng ta sẽ chiến thắng. Quý vị đồng ý không? Yeah. Đá đảo Bishop Steele, đá đảo Bishop Steele, đó là người cần phải đá đảo. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta sẽ hẹn lại chương trình YouTube và lần tới. Một ngôi sao của Người Việt Channel và cái người mà diễn giả mà đi đằng sau anh Quốc đó, không sao. Thêm một ngôi sao sáng của Người Việt Channel, luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến từ sau Jose. Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên vừa là luật sư, vừa là một nhà bình luận chính trị với những cái lập luận rất là sắc bén. Và một trong những cái biệt tài của anh mà Bích Trâm rất là thích, anh có chương trình gọi là đầu gành cuối bãi và hàng ngày đều lên sóng để mà bình luận thú vị, và có cái biệt tài câu thi đặt những cái tít rất là kêu, nào là câu chuyện đầu gành cuối bãi, lời tỏ tình đã có người nghe. Xin mời anh. Và cái người câu view cho tôi nhiều nhất ngày hôm nay chính là con sứ công viên. Cảm ơn nhiều lắm. Và xin chào mừng tất cả từ Texas, Bắc Cali, khắp nơi đến với Derek Trent ngày hôm nay, từ đầu gần tới cuối bãi. Tôi có xem cái clip mà Barack Hussein Obama ông nói, và trước khi ông nói thì ông nói sao nào, ông nói là tôi là cái thằng mà stupid nhất, ngu nhất, hãy nói chuyện sao như sao. Thế chừng ngày hôm nay tôi nhìn cái tất cả những cái diễn giả, tôi mới nói rằng là Barack Obama của tôi là tại vì tôi là cái thằng stupid nhất để mà nói sao Nguyễn Đình Minh Quốc, sao Phạm Thị Quê và sao ông Trung Tá Võ Ý. Và cái tôi nói điều này có lẽ là ông luật sư Đỗ Phủ hiểu tôi nè. Trong luật của tôi có cái chữ là double jeopardy, cái đó là kỵ rồi, nhưng mà bữa nay tôi tạm phải cái nó gọi là triple jeopardy, stupid với bao lần. Sở dĩ mà tôi nói cái điều đó, cảm ơn Nguyễn Đình Minh Quốc là cái cách trình bày của anh qua chi tiết hết á. Nguyễn Đình Minh Quốc đã nói lên một điều mà Trung tá Võ Ý đã nói, đó là cái sự khác biệt giữa cái gọi là chính danh và cái ngụy tạo, cái thủ đoạn. Tôi lái xe trên đường, tôi thấy đã đảo cộng sản bỏ phiếu cho Michel Steele, cái đó là ngụy tạo. Cái chính danh là nếu đã đảo cộng sản phải bỏ phiếu cho Derek Trần. Rồi tôi nhìn cái
tiểu sử của Donald Trump, một người quân nhân, tôi nghĩ tới những người như là ông tướng Nguyễn Từ Huấn, ông phó đại đốc. Tôi nghĩ tới những người như là McCain. Và tôi nghĩ tới một người mà tôi cũng quên tên rồi, những một người mà đã nói những cái tên nghe bắt đầu quen quen. Một người mà đã nói rằng là những cái người như là Nguyễn Từ Huấn hay là John McCain hay là Derek Trần đó, what's in there for them? They are losers, they are suckers. Như vậy thì cái câu hỏi của chúng ta là chúng ta có chấp nhận cái chuyện một người trẻ như Derek Trần mà bị gọi, bị nhục mạ là losers, là suckers hay không? Yes or no? Yes! Không điểm nữa. Derek Trần giống tôi với Đỗ Phủ, luật sư. Tôi nhớ là trong cái vở kịch Henry VI của Shakespeare, thì trong cái vở kịch đó là có một cái đám thất, một cái đám côn đồ, nó muốn chiếm quyền lực không phải bằng một cái thủ tục pháp lý đàng hoàng, nó muốn dùng võ lực để nó giành cái quyền lực, nó muốn khóa ngôi. Và khi tụi nó hợp với nhau, nó cái câu tụi nó nói là gì, là nếu mà muốn làm cái chuyện đó, muốn giành lấy quyền lực mà bằng violence thì first let's kill all the lawyers. Muốn giành quyền lực bằng bạo lực thì chỉ có giết mấy luật sư, nào là Đỗ Phủ, nào là Nguyễn Hoàng Nguyên và Derek Trần, giết hết. Như vậy thì chúng ta có muốn sống ở trong một cái thể chế, một cái chế độ mà có một người above the law và mọi sự giành quyền lực mà dẹp hết pháp luật, dẹp hết hiến pháp, dẹp hết mọi cái gọi là the rule of law, thượng tôn luật pháp. Chúng ta có muốn sống trong một cái thể chế như thế không? Và cái thể chế như thế có giống cái thể chế mà một người nào đó tôi đã quên tên ca tụng ghê gớm lắm, ca tụng Kim Jong-un, ca tụng Tập Cận Bình, ca tụng Cộng sản Việt Nam, mặc dù miệng không nói ra, nhưng mà chúng mà tôi biết người đó là ai mà tôi quên rồi. Chúng ta có muốn sống với cái người đó hay không? Và vì tất cả những cái điều đó, tôi cảm ơn giáo sư Phạm Thị Huê. Ngày hôm nay, như chúng ta phải ý nói là hình như chúng ta đang sống ở trong cái thời điểm một cái lẫn lộn giữa cái chính danh, cái sự thực và một cái thủ đoạn, một cái gaslighting, chúng ta bị lừa gạt. Và nó tới một cái mức độ là bây giờ chúng ta đi ra đường, nhìn trong cộng đồng của chúng ta, trong gia đình của chúng ta quên cái chuyện đó, tới một cái mức độ là chúng ta chấp nhận những cái lừa đảo, những cái dối trá, những cái điều mà anh Nguyễn Đình Minh Quốc trình bày hôm nay, mà bây giờ chúng ta thấy là cái đó nó thường rồi. Let Trump be Trump. Chúng ta có chấp nhận theo lời của chị Phạm Thị Huê đó, con cháu của chúng ta chấp nhận cái lừa đảo đó, cái dối trá đó, chấp nhận như là chúng ta hỏi ý nói đó, chúng ta có chấp nhận cái thủ đoạn nó trở thành cái chính danh sao không? Chúng ta có chấp nhận như thế không? Và nếu như thế, chúng ta có chấp nhận, chúng ta có làm hết mọi điều trong cái khả năng chúng ta để đưa một người luật sư, một người cựu quân nhân đại diện cho Little Sài Gòn vào quốc hội của chúng ta hay không? Và nếu như thế, tôi lặp lại lời của cô xứ cô viên lúc nãy, đó là cái chuyện đó không phải là cái chuyện của một mình đang lúc trần, mà là chuyện của mỗi chúng ta. Như là anh Nguyễn Đình Trung Quốc nói, dân ký viên 5 đồng, 3 đồng làm những điều, cái lời kêu gọi thì kêu gọi không phải là chúng ta phải thay đổi cái kiểu sống hay là phải hy sinh gì cả. Làm những điều rất là đơn giản, cứ sinh hoạt, cứ đi làm, cứ vui vẻ với gia đình, sống và uống ly cà phê với bạn bè. Nhưng mà cứ mỗi một lần chúng ta nghe một cái điều dối trá, một cái điều mà nó có vẻ là thủ đoạn, thì chúng ta phải lên tiếng, bởi vì thủ đoạn không phải là chính danh. Cảm ơn chúng ta phải
cho nên nói như ông ứng cử viên Tim Walz, ông ứng cử viên phó tổng thống đó, ông đó ông là coach football mà. Tại đó ông khá tốt, ông nói nhiều lắm, ông nói là tôi thì tôi có làm mấy cái bài diễn văn vĩ đại, tôi chỉ làm một cái đơn giản thôi. We are in the fourth quarter, chúng ta chơi football mà. Cái quarter cuối cùng rồi. Derek cũng vậy, Derek bây giờ đang ở the fourth quarter. Hỏi là Derek có dẫn trước hay không? No, đang thua 3 điểm, đang thua một cái field goal. Vậy thì chúng ta phải làm cái gì? Yes, mỗi người trong chúng ta là một cái team, làm ơn chiếm vị trí, đi vào the trench. Rồi làm chuyện gì nữa? Chặn Michelle Steele lại, tackle her xuống. Và tất cả chúng ta đẩy cái trái banh có cái tên là Derek Trần tới trước. One inch at a time, one yard at a time. Và chúng ta phải touchdown. Vậy thì hai câu hỏi nhất câu nữa rồi tôi sẽ trả lại cho cô xứng công viên. Chúng ta có cùng nhau để fight hay không? Yeah. When we fight, we win. Cảm ơn tất cả. Thì cảm ơn Nguyễn Hoàng Duyên rất là nhiều. Đúng là tên cha mẹ đặt, tên nào thì người có duyên nấy. Và thưa quý vị, sau đây thì chúng tôi lại một lần nữa hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay. Khi mà có nhiều diễn giả nói rằng đây là một cái cơ hội có 102, chắc là quý vị nghĩ, ủa, ông này không ra lần tới cũng có bà khác ra vậy, tại sao có 102? Vâng, thưa quý vị, đối với Đức Khoa nghĩ rằng có 102 vì anh Derek Trần đã được Đảng Dân Chủ đề cử. Tức là một người phải có đủ khả năng và đủ sức để mà ra đại diện cho Đảng Dân Chủ với chiếc ghế của Đảng và với địa hạt 45 này. Thì đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy được. Anh được Đảng Dân Chủ đề cử, anh được Đảng Dân Chủ bán cấp. Và bây giờ anh cần quý vị bán cấp với lá phiếu của quý vị. Chúng ta làm được không? Vâng, mà nói đến Đảng Dân Chủ, chúng tôi muốn mời lên đây là một người mà là chủ tịch của Đảng Dân Chủ ở vùng quận cao. Bà là người đầu tiên đã tranh đấu không ngừng cho quyền lao động và phụ nữ. Dưới sự lãnh đạo của bà thì làn sóng xanh năm 2020 và 2022 đã nổi lên tại quận cao. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi trân trọng mời lên sân khấu diễn giả bà Ada Briseño. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Ada Briseño, Chairwoman of the Democratic Party of Orange County. Such an honor to have you here, and it's a pleasure to have you come up here and share your love with our guest tonight. Xin chào quý vị. And I'm chairwoman of the Democratic Party of Orange County, and I just came back from Chicago from the DNC. You heard Congresswoman Judy Chu said that she needs Derek Tran. I need Derek Tran. You need Derek Tran. Is that right? I'm so excited to be with all of you. Look at this room. Look all around you. We're all united, speaking with one voice for Derek Tran. And that's a beautiful thing. A big round of applause for yourselves for being here. Look, we have an amazing candidate in Derek Tran. Right? Do you feel it? Yes. That's why he's gathering all of us here. And look, I resonate with Derek Tran for many reasons, but I want to share with you one reason. It's because I'm an immigrant and a refugee. I fled a dictator. And Derek Tran
obviously is the son of two refugees that came to this country. So I believe our, you know, we're tied together because we have that experience. And that's why I'm so excited to support him, to have the Democratic Party support him as well. We have stood with him. He's one of our most important campaigns, right? Yes. And we're gonna win. Are we gonna win? Yes! You know, I really have loved the way that this campaign has gone. And while we have seen him be an incredible candidate, we also have seen the incredible staff that he has built around him. And the incredible group of volunteers that has been built around. And with all of us, we're gonna make it through the finish line. The top of the ticket has now changed. And so we are making sure that we are taking that position and moving forward. The halls of Congress. In the halls of Congress, we've got to have a Vietnamese voice. And let me tell you why I believe that. And for me, that's the theme of tonight. And that's because this district was drawn for Little Saigon. And Little Saigon deserves the son of refugees, Vietnamese refugees. There will be no one, let me repeat that, there will be no one better than Derek to bring the ideas, the voices, the feelings, the pain, the issues, the joys that the Vietnamese community have. Am I right about that? Nobody can speak better about those than Derek Tran for this district. But we know it's an uphill battle that we're willing to climb together. And we know that there are other communities in this district, in this same district, that we have to bring forth. And as a Latina woman, I'm committed to making sure that Latinos understand why Derek Tran is important and that he has the tools to represent us all. And so I will be out in the community speaking to Latinos about the need for Derek Tran, along with other Latino leaders. And we're gonna be knocking on doors on October 5th for him in Garden Grove. And we're already making phone calls. We're already doing the work. And on October 6th, we are going to do a big event with press and also to knock on doors because we have many people to reach out to. And this campaign is gonna require for all of us to bond together, to walk together, to speak together, to do the work that's necessary. And that is requires a lot of money as well. And that's why I'm so excited to see this room full, because we have to reach out to many people multiple times, right? And we're expecting a bigger turnout, but we've gotta tell them, who is the correct candidate here? Who's the candidate? Who is it? Who? All right, I love that, I love it. So I wanna invite you to make sure that this team gets across the finish line and make history. I heard this earlier. We're gonna make history by making sure that in the highest offices of this land, the land that we came here to make better, that we're gonna have a man like Derek Tran bring our voices and represent us. Let's bring up Derek Tran. Come on up. No better person, folks. Derek, 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 Derek. Thank you, Your Honor. Xin chào, everyone. Xin chào. Derek muốn nói một câu cảm ơn quý khách tới để ủng hộ Derek. Derek rất là mừng, cảm ơn rất nhiều. Derek xin nói tiếng Anh tại vì sanh và lớn lên đây thì nói thoải mái hơn. Xin lỗi trước nha. First and foremost, I have to thank my wife Michelle.
không phải tả đảo Michelle Traveler, tả đảo Michelle Steele. So I thank my amazing wife and my family for allowing me this opportunity to take on such a big challenge. And you know, thank you so much, family. Hope. My in-laws are here. Gao Tư, Mom, thank you for coming. Chi Hai, Chi Giang, Chi Huyen, thank you for being here for me so much. Absolutely thank my amazing staff from Gallery leading the team, Sean, Rachel, Abia, Gabe, Carmen, thank you so much. Thank you to Roxanne leading the efforts for me. I couldn't have done this without you. The leaders that are in this room, Frank, Mark, Ada, Judy Chu, who was here earlier, Rudy, thank you so much for always being there for me, and everyone else who helped put up this event. I am so grateful. So let me start by saying that my commitment to serving comes from the fact that I just want to give back to my community. It doesn't come... It doesn't come out of a want to make history. I didn't ask for that. It didn't come from a want of trying to make money. That's not what I'm in this for. At the end of the day, I want to represent this district because it's not getting the correct representation that they deserve, that we all deserve. So what does that mean? That means resources back to our community. That means funding back to our community. That means a voice in Congress that knows our Vietnamese struggles of being refugees in this country. I am a product of housing, welfare, food stamp. That is part of my history. I know how hard my parents worked so that I can succeed. And I'm gonna try to work hard so make sure that he can succeed. Future president. Yeah, hopefully, not me. But look, there are things that's bigger than me. And I believe that. This room shows me that you all coming out for me means that there is so much that you put on my shoulders, and I'll gladly carry that burden for our community. I want to carry that burden for our community. I want to be that voice in Washington, D.C. Let me ask for and bring back resources so we can have a community center in the south part of California. We need a memorial to honor all of our fallen soldiers in Vietnam. We need a boat people museum and library to honor our heritage and our culture. These are things I want to work on that no one else can represent in Washington, D.C. and give us that voice, but someone from our community. So, you know, there are so many problems that we see, and I'm going to tackle and try to tackle all of them, as much of them as I can. Homelessness, cost of living, housing costs, medication costs, all of those are important issues, and issues that I will fight for and I will keep in mind as I go to Washington, D.C. But I say this, that our country is so divided between the right and the left. Nothing is getting done anymore. That night, and nothing comes back to our district. It's time to just vote for someone who wants to work to bring back the resources for us. Who cares if they're Republican or Democrat? If funding comes back to my community, I'm gonna work with them. And that's the most important thing for me. So I truly stand up here humbled to have this opportunity to talk to you all.
And you know, I know it's hard to put your faith in someone that you don't know as well, but let my actions speak for how I am going to serve you all, because I love you, I love my community, I thank you for this opportunity and for trusting in me, and then I'm going to pass it back to our MC, so thank you so much. Thank you. All right, thank you, Jerry. All right, how nice and knowing you as an army vet, so you have fought for the country, and now you are the new race. You're fighting to represent the Little Saigon area, the Vietnamese community. What's the similarity and the difference between those two that you feel right now? That's a very good question, one of the hardest questions I've had. I would share that our freedom and our democracy cannot be taken for granted. Whether you're in the military and you're fighting for another country that needs your protection, needs America's help, it's the same here. In this country, we have to always keep in mind that freedom and democracy is something that's worth fighting for, that we cannot freely just expect it by just living in this country, because it can get taken away from us. So I think that's what's extremely similar, right, between my military experience and my run for Congress today. The biggest difference is I had no idea how much my community would step up to help me, to be here for me. In the military, when I was first joining in 1999, I think I went to boot camp. There was only 3 Asians out of 300 soldiers in there. That's 1%. I am here now seeing my community come together from Stockton, San Jose, Houston, Westminster, Garden Grove, Huntington Beach, all supporting me. And I am so happy and proud to be here representing you all. And I'm going to do this. I'm going to do this for you all. Thank you, thank you. Để tôi qua câu hỏi Derek rằng là khi mà anh là một người lính, anh chiến đấu để mà bảo vệ đất nước, và ngày hôm nay anh trong một cái cuộc đua mới để mà bảo vệ một cái chức vị để đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại miền Nam California, thì cái sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Thì anh nói rằng giống nhau rằng trong quá khứ anh chiến đấu để bảo vệ cho tự do và dân chủ, và cho những đất nước cần phải có tự do và cho dân chủ. Và đối với những người đang ở tại Hoa Kỳ thì thật sự tự do và dân chủ không phải là những điều chúng ta tự nhiên mà có, mà chúng ta cũng phải tranh đấu cho nó và fight để được cái điều đó và mang đến cho cộng đồng người Việt bằng cách chúng ta phải chiến đấu. Và sự khác biệt rằng trong quân ngũ thì anh là một trong rất ít những người Mỹ gốc Việt mà chỉ có gần như là 1% mà thôi. Nhưng đối với anh trong cuộc chiến này, để bước vào Quốc hội Hoa Kỳ, anh có rất đông những người ở đây xung quanh anh ủng hộ cho anh. Và đó là một cái khác biệt lớn nhất giữa một người lính và một người đã tranh cử với chức vụ dân biểu của Liên bang Địa hạt 45. Thank you so much, Jerry, for being here. Thank you. Okay. Now, since you're standing here, I'm going to have to pass the microphone to my Philong. And before he sharing some of the information, thưa quý vị, một số người hỏi, ủa sao tôi đi dự tiệc gây quỹ nhiều rồi mà không thấy cái bao thư đâu trên bàn hết trơn này. Có không, quý vị thấy có không? Không có. Không phải Derek không có cần tiền quý vị đâu, cần nhiều nữa. Nhưng mà sao quý vị, ở trên bàn quý vị có cái tờ rơi này không? Quý vị cầm lên giùm cho Đỗ Tân Khoa đi. Rồi tay trái mình cầm cái tờ rơi nha. Rồi mình nhìn cái khuôn mặt, 5 cái mặt. Hai vợ chồng, 3 đứa con dễ thương quý vị. Rồi, bây giờ quý vị móc cái phone ra dùm cho Đỗ Tân Khoa. Móc cái phone ra, lấy cái phone ra, unlock nó nha. Ok, móc cái phone tay phải, cầm cái đèn tay trái. Giống như mai mốt mình đi bầu vậy đó. Mình cầm cái phiếu bầu tay trái và mình tay phải mình gạch vô Derek Trần ha. Bây giờ chưa bầu thì mình tập nha. Bây giờ nè, quý vị nhìn 5 cái khuôn mặt dễ thương này, dễ thương không? Rồi, quý vị mở cái phone ra chưa? Rồi, quý vị giúp giùm Đỗ Tân Khoa chuyển sang chế độ chụp hình. Bật camera chưa?
Rồi, bật cái ba lên chưa? Thiệt không? Sao bác lại cầm tay trái rồi tay kia xỉa răng vậy trời? Khổ quá luôn á. Cầm cái phone lên và chiếu cái camera của mình lên cái khuôn mặt 5 người chưa? Rồi, từ từ chiếu xuống góc bên tay trái phía dưới. Quý vị thấy cái hình vuông vuông ô màu đen đen không? Rồi, lia cái camera của mình vô ngay cái góc đó. I was thinking Vietnamese, look at this flyers. There's a beautiful family here. Look at that family. Now point your camera to the picture of the family and going down to the left corner of the flyers, you're gonna see the QR code. Right? Rồi bây giờ quý vị thấy chưa? Khi mà chiếu cái camera vô đó thì quý vị thấy cái gì? Đâu có, quý vị thấy cái chữ vàng hiện lên phải không? Direct for Congress. Thấy không? Không thấy là làm nữa nha. Không thấy làm lại nha. Quý vị thấy cái chữ màu vàng không? Rồi bấm cái tay, lấy cái ngón cái ấn lên cái nút đó. Rồi chưa? Bác làm chưa hay mới móc cái phone ra thôi vậy? Đó, ấn lên thấy cái gì? Nói nghe coi. Thấy không? Quý vị thấy không? Đúng rồi, thấy hình một cái anh đẹp trai. Không phải Đỗ Tân Khoa. Derek Trần, quý vị thấy chưa? Đó là quý vị làm đúng rồi nha. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái ô đó 5, 10, 15, 20, 25, 30 gì đó. Hoặc order tức là cái khác đó. Ai muốn cho 900 cũng được, 3000 cũng được, không sao. Nhưng mà nè, đó là cái cách mà Đỗ Tân Khoa hy vọng rằng quý vị cầm cái flyer này gì à? Đưa cho con của mình, đưa cho bạn của mình. Mày ở đâu? Mày ở Fun Valley, mày chỉ cái phone này vô đây nhìn cho tao. Ok? Nhá. Quý vị làm được không? Đơn giản không? Rồi bây giờ mình làm chưa? Mình bấm vô số bao nhiêu? 100 phải không? Có 100 không? Hứa không? Hứa thiệt ha. Rồi ai mà nói không thiệt tối nay về đau bụng lắm chịu nghe. Đừng bắt đền, đừng đi kiếm một luật sư Derek Trần kiện tôi nghe. Ok, rồi được chưa, quý vị làm thử chưa? Got it. Rồi vậy nhớ nha, chút nữa quý vị về là tiện tay cầm cái file này lên. Cái file này nó tốn tiền dữ lắm, nó không phải 50 cent đâu. In ra để anh bạn làm ơn lấy giùm con mấy bác cầm về vài tờ rồi đưa cho con cháu chỉ cái hình này làm giống y như con chỉ vậy, dễ không quý vị? Rồi trả lời cho anh Mai Phi Lâm. Thank you so much. Nếu lỡ quý vị nào thấy chuyện này nó còn phức tạp quá, lên trang mạng directionforcongress.com quý vị đánh vào sẽ dẫn đến quý vị cái đường link để chúng ta có thể ủng hộ cho Derek. Chúng ta cần phải sự ủng hộ mạnh mẽ, và chắc chắn người Việt Nam chúng ta cũng phải biết rằng là lúc nào cũng phải có thủ tục đầu tiên mới đi suôn sẻ mọi thứ. Tất cả mọi người đều hiểu như vậy. Thưa quý vị, ở cái số cờ hôi này đó, muốn ra tranh cử thì quý vị biết là cần rất nhiều cái gì thưa quý vị? Thứ nhất là cần có một ứng cử viên tài đức, chúng ta đã có rồi. Như vậy thì chúng ta cần tiền, đúng rồi thưa quý vị. Nhân đây thì để cho nó nhẹ nhàng không khí một tí xíu, mình nói một cái chuyện cá nhân với Derek. Mỗi lần mà Long đứng kế Derek á, mình cảm thấy ngại lắm. Anh bị lùn vô? Yes. Tự nhiên á, tự nhiên mình lùn đi hẳn. Hỏi Derek, what's your mom feed you? What kind of milk? Elephant milk. Sữa dồi. That's what they used to joke. Thì lớn lên thì cũng Derek ở 12 tuổi thì cũng cao. Mấy ông uncle nó sẽ ôi chọc uống sữa dôi và sẽ thật là ăn McDonald's. Okay, that's the best. Và cho Derek xin phép cảm ơn hai người rất là quan trọng. Tại vì hai người này, if I didn't have their support, I would be out a lot of money. The first one is the beautiful G. Trizzy. Yeah. Who's always been there for me and everything, and I always want to thank her. But thank you, Jay, for always supporting me. Thank you. The second one is Aunt Andy.
Thank you so much, Anh, for opening your restaurant and always hosting me here. Thank you. Cảm ơn anh. Để giờ còn câu hỏi kế chưa hỏi khác quá đi. Bực như thế, can I lean on you? I'm sure that your family can lean on you. And how about the Vietnamese community can lean on you? 100%, I love my community. Thank you so much. Và bây giờ chúng tôi xin quý vị dành cho một tràng pháo tay cho anh Hoàng Tuấn là chủ nhân của nhà hàng. Ngày hôm nay chúng ta có ở đây, quý vị ăn ngon không? Xin chào rất nhiều ạ. Dạ, xin lỗi quý vị có khỏe không ạ? Dạ, thì lần đầu tiên em được mời lên sân khấu để nói về anh Derek Chen. Thì bản thân của em chưa bao giờ nói về chính trị, và chính bản thân của em chưa bao giờ ủng hộ bất cứ một ứng cử nào. Nhưng ngày hôm nay em phải quyết định đứng lên vì xin cảm ơn vì anh Derek Chen là một niềm cảm hứng của em, là một niềm vinh dự cho cộng đồng của chúng ta. 30% sắc dân của quận Hà của chúng ta là người Mỹ gốc Á. Và người Việt Nam của chúng ta là có sắc dân đông nhất trong cái quận hạt này. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có tiếng nói trong quốc hội. 49 năm rồi chúng ta chưa có tiếng nói trong quốc hội. Đó cũng là một điểm thiếu sót của người Việt gốc Mỹ của chúng ta ngày hôm nay. Thì trong chúng ta đã có rất là nhiều người chưa hiểu được cái ý nghĩa của lá cờ di sản, chưa hiểu được cái lý do tự do và dân chủ như thế nào. Chúng ta cũng đã có từng tới nước Mỹ này không có đồng xu dính túi, nhưng mà ngày hôm nay nhìn về cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều người thành công trong nhiều mọi lĩnh vực như học vấn, học thuật, kinh doanh, từ thiện vân vân và vân vân. Ngày hôm nay em tin chắc rằng ngày mai chúng ta sẽ có được một người nghị sĩ Mỹ gốc Việt đến từ California bước thẳng vào trong quốc hội, đó là anh Derek Chen. Em hoàn toàn đặt niềm tin lên thầy ạ. Thank you anh Tuấn. Anh Tuấn ngày hôm nay chẳng những là mang cho quý vị món ăn ngon nè, tí nữa anh sẽ hát cho quý vị nghe nữa. Mà để tôi qua được biết rằng lần trước đó, chẳng những là anh ủng hộ bằng hai tay mà anh còn ủng hộ bằng cái bóp của mình nữa. Đó, ngày hôm nay thì đội cái khoa mới á, chỉ cho quý vị cách mà vô QR code để mà góp tiền nghĩa quỹ cho Derek. Còn ngày hôm nay anh Tuấn đã lỡ lên đây rồi. Thành ra khoa đừng có run, bình tĩnh mà run. Bây giờ ngày hôm nay đã lỡ đứng dưới spotlight rồi, ok. Anh Tuấn cho khoa biết là đêm nay how you feel? Hôm nay thì rất là tuyệt vời, rất là dương dương bước đúng không? Dạ, rất là humble. Dạ. Khi mà mình feel bước á là tự nhiên tim mình đập nhanh, mở rộng hầu bao. Rồi bây giờ ngày hôm nay thấy là đây có biết bao nhiêu bạn, phía bên này là đông thiệt là đông ha, bên này hơi vắng chút xíu ha, không sao. Anh nói cho mọi người quý vị nghe anh Tuấn nói nha. Anh nói mọi người nghe ngày hôm nay anh tới đây, không phải tới đây, ở đây suốt từ sáng tới giờ rồi. Đêm đi, anh sẽ bằng cách nào kêu gọi mọi người dùng cho Đỗ Tân Khoa donate, hoặc là không có mang tiền, không có mang check, một lời hứa cũng được, donate cho Derek Trần. Được không? Dạ được ạ. Rồi, bây giờ sao? Donate sao đây? Dạ thì như em đã nói thì nếu mà anh Derek không đủ kinh phí thì giấc mơ của người Việt của chúng ta không thành sự thật, thì Derek sẽ không đi vào quốc hội được. Thì thôi thì chúng ta mỗi người góp một phần tay, em xin nhỏ nhỏ thôi. Trong đây mình có 32 vàng, thì mỗi vàng cho em 100 đồng, và mỗi người có 10 đồng đi xin một ly cà phê, đi xin một bánh mì. Mỗi vàng có 100 đồng là 32 vàng và được 3.2. Rồi cái em xin góp thêm 3.2 nữa là 6.4 rồi. Rồi, 32 vàng quý vị chỉ mỗi người 10 đồng là 100.
là 3.200 thì anh Tuấn sẽ match 3.200 thành 6.400. Bây giờ thí dụ mỗi người mà hào phóng nói tôi không có tiền lẻ 10 đồng, tôi có tờ 100, 10 người 1.000, anh match được không? 10 người 1.000 trừ cho 900, mình đủ nhưng mà match 900 là match được. Được không ạ? Hy vọng rằng ở đây có người match được. Nhưng mà thí dụ bây giờ cái con số nó hơi chênh lệch chút xíu thì maximum anh match được là nhiêu anh Tuấn? Dạ là 6.399 đồng 99 cent rồi. Dạ không, ý là anh match là 3.200. Nhưng mà phần anh á, là anh match lên được là 3.200. Nhưng mà maximum anh là được nhiêu? Chẳng hạn 4.000, 5.000 chẳng hạn vậy á. Để cho người ta nghe, người ta ham chút xíu. Rồi, đúng không? Dạ thì quý vị cứ match thì được nhiều thì anh sẽ được đợi quý vị rất là nhiều. Rồi bây giờ như vậy là mình biết chắc trong tay của mình có thêm được 3.200. Quý vị làm được không? Rồi có ai mang 10 đồng cho bóp không? Dạ 10 đồng Roxanne ơi, 10 đồng có cần phải điền tên không Roxanne? Hay là phải trên 100 đồng? Can I have a financial advisor here? How about $10 per person? Does that person have to file the name and address and phone number? Yes, yes, okay, rồi 10 đồng nhé quý vị. Rồi mỗi người bóc ra 10 đồng dùm Hoàng Khoa được không? Tại vì không có 10 đồng mình mất tới 3.200 ủ lắm á. Tiền trên trời rơi xuống có ông chủ nhà hàng Golden Sea mà không biết chừng nào mới môi được của ổng. Thành ra bây giờ quý vị 10 đồng được không? Cho coi tờ 10 đồng được không? Rồi, ok. Khoa sẽ có nhân viên đại diện cho campaign của anh Derek đến để mà nhận cái sự giúp đỡ của quý vị. Còn nếu không thì cô sẽ giúp cho chỉ cho quý vị điền vô. Is that ok? Yeah. Chị Nga sẽ match 3.200 nữa. Ok. Ok, 6.400 tức là 3.200 mà nhân 3 là 9.600 đó. Ok. Chị Nga từ đâu đến vậy? San Jose. Ôi, ở dưới này ở Việt Nam có anh Tuấn, ở trên kia có chị Nga. Ồ, sao đã vậy? Rồi có ai nữa không? Có người nào xa xa, Houston, Texas ở đâu nữa không? Anh kia có San Monica, anh kia có San Monica. San Monica. Đó, có người nào mát giống như chị Nga nữa là 3.200 nữa không? Nhân tôi cũng chưa 3.200 nữa. Đâu. Dạ, đâu. Bên kia sẽ nói ra. Ồ. Rồi, không cần biết em từ đâu, không cần biết anh là ai, cũng không cần phải match 3.200, phân nửa cũng được. Úi chết trời, tội nghiệp con trai. Rồi, bây giờ như vậy là cảm ơn chị Nga một lần nữa từ San Jose. Trời ơi, người đẹp áo xanh, trời nhìn cái là xanh rồi đó, biết xanh rồi đó. Như vậy là mình có mọi người match dùm cho rửa tên Khoa 10 đồng nha. Rồi bây giờ thêm một cái nữa, làm ơn tối về tiện tay cầm cái bảng chứ là một cái cây sắt đem về cắm trước cửa nhà dùm cho rửa tên Khoa. Dạ. Yes, yes, yes. My question is, if I would like to donate $10 cash, do I have to fill out my name, address, and phone number? Okay, so, do you have the phone with you right now? $10. $10 okay, cash, right? Okay, rồi quý vị, thả vàng 10 đồng, không cần liền cái gì hết. Bỏ lên bàn liền dùm cho tôi 10 đồng mỗi người. Dạ quý vị, 10 đồng, bỏ đó, rồi muốn thêm nữa, thì vô cái QR code. Nha, yeah, được không quý vị? Làm ơn đi, từ vì không có đủ 3.200 là chị Nga chỉ bay về chứ không bỏ lại 3.200 đó. Ok, mình với mình phải có 3.200 thì anh Tuấn mới xuất ra 3.200. Mà quý vị gom được 2.000 mà mình chỉ được có 6.000 thôi. Nha, yeah. Thành ra trước tiên mình muốn được raise the bar thì mình phải set the bar là phải 3.200 được không thưa quý vị? Rồi, thank you. If you're able to donate via check or credit card, we can put your donation to work that much faster. It can help us with our mail that's printing this weekend. So that would be the best. But come see me if you have questions. And thank you all so much.
All right, thank you, thank you. Trở lại bên kia lòng. Thì đó có một cái lý do. Nói với quý vị, một lý do nữa mà chúng ta cần phải ủng hộ Generic vào quốc hội. Không biết ở đây có quý vị nào mà trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà ở trong hải quân không? Bao nhiêu tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa chết trong trận Hoàng Sa năm 1974? 74 tử sĩ Việt Nam mất. Quý vị trả lời, Hoàng Sa, Biển Đông là của Việt Nam hay của Trung Quốc? Hồi nãy giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc có đưa ra cái chuyện mà tờ báo Wall Street Journal kể về chuyện ông Sean Steele đem đặc vụ của Trung Quốc đến gặp chính phủ Hoa Kỳ. Có một chuyện họ gặp chính phủ Hoa Kỳ để vận động liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta. Không biết ở đây có một người nào có bằng họ là thông dịch không? Tôi nghi ngờ cái tiếng Anh của tôi, cho nên tôi muốn có một người có bằng thông dịch đọc cái tài liệu của Wall Street Journal nói về chuyện đặc vụ của Trung Cộng mà ông Steele đem đến gặp cựu Tổng thống Donald Trump làm gì liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa của chúng ta. À, hình như chúng ta có một người có bằng thông dịch, xin mời. Xin mời bạn có thể đọc cái dòng này bằng tiếng Anh rồi dịch sang qua tiếng Việt trước. He became a frequent presence in Republican circles. In one case, Mr. Wang was quoted in Chinese language media in the U.S. as saying he used assets to Trump, to the Trump campaign to push a view that U.S. military deployment in the contested South China Sea was a waste of money. Please not in too many ways. Yeah, cái này nếu mà dịch qua tiếng Việt là ông ta trở thành một người có mặt rất thường xuyên ở những cái cuộc gặp gỡ của đảng Republican và đảng Cộng Hòa. Và trong một trường hợp thì ông Wang đã được trích dẫn cái lời nói bằng tiếng Trung Hoa trên truyền thông của Trung Hoa rằng ở bên Hoa Kỳ ông ta đã có được cái sự tiếp cận vào những cái chiến dịch tranh cử của bên Tổng thống Trump và để đẩy mạnh những cái về cái quan điểm rằng cái việc mà đưa lính Mỹ đến và biển cái khu vực biển đang được tranh chấp ở phía nam của Trung Quốc là một sự rất là tốn kém tiền bạc, một sự hoang phí tiền bạc thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, các đặc vụ của Trung Quốc đến gặp chính phủ Hoa Kỳ để muốn Hoa Kỳ bỏ rơi Biển Đông, họ muốn Hoa Kỳ đầu tư quân sự vào khu vực Biển Đông là chuyện tốn tiền vô ích. Biển Đông